Thì đây mình đã vô đế nẹp xong rồi nha các bạn. Đó, vô rất là siết sao luôn, xét luôn, không có miếng hở nào ngay cái góc luôn nè. Các bạn coi góc nè, đó, nó phải xét cái góc như vậy nha các bạn. Đó, góc trên góc dưới phải xét được nó hở nha. Đó, mình là Hùng nè, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của mấy anh em mình nha. Thì hôm nay mình có một cái clip đó là đang đế nẹp cửa nhôm á các bạn. Thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn nào mà mới vô nghề chưa biết cách mà đế nẹp như thế nào cho nó nhanh mà đẹp nha các bạn. Thì có nhiều bạn mới vô nghề với chưa biết nghề thì người ta chưa có biết đi đế nẹp như thế nào, cách đế nẹp góc bao nhiêu độ rồi. Thì hôm nay video này mình sẽ làm cái video này để cho các bạn mới vô nghề với chưa biết nghề, các bạn đã học hỏi nha các bạn. Còn các bạn nào mà đã biết nghề rồi thì thông cảm cho mình nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đây là cái đế này nha các bạn. Đây là cái đế. Để mình quay gần vô cho các bạn xem cái đế nha. Đây nè, thì đây là cái đế nè. Đó, cái đế. Còn cái này là cái nẹp. Đó, thì hình thức như thế nào thì các bạn xem hết video của mình sẽ các bạn sẽ biết nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha các bạn nha. Thì trước tiên các bạn muốn ra đế nẹp bao nhiêu thì các bạn đo chiều dài. Chiều dài của nó phụ lọt vòng, chiều dài của nó nhiều, chiều cao của nó lên bao nhiêu. Rồi các bạn cắt nẹp nha các bạn. Các bạn cắt cái đế, cắt cái đế là cắt cái đế trước rồi mình vô đế xong rồi mới cắt nẹp nha các bạn. Một cái đế là mình, cái đế là cái đây nè. Đó, mình cắt cái đế này vô trước rồi mình mới đi cái nẹp này nha các bạn. Đó, thì mình đo lọt vòng chiều cao lên bao nhiêu, chiều ngang bao nhiêu của từng ô. Đó. Mà. Thì mình cắt thì mình cắt dư ra 2 ly nha các bạn. Ví dụ như cái này mình nói ví dụ cái này 15 phân thì các bạn cắt 15 phân 2 ly. Còn ví dụ như cái này nó chiều cao nó là 80 thì mình cắt cho nó 80 2 ly để mình cắt góc 45 độ lại nha các bạn. Đó là mình bỏ vô nha, chứ nếu các bạn cắt đúng các bạn gọt không biết đường gọt là nó sẽ bị hụt, nó hở nhôm xấu nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đo và mình cắt đế nẹp nha các bạn. Mình ra đế nẹp xong rồi, quên, mình ra đế xong rồi nha các bạn. Đó, mình ra đế đủ luôn rồi. Xong rồi cái đế này là mình phải cắt góc 45 độ nha các bạn nha. Các bạn chỉnh máy giờ góc 45 độ cho mình nha. Đó, bây giờ mình sẽ cắt, mình vô mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Thì chào các bạn nha, thì mình đang cái đế vô xong rồi nè nha các bạn. Đó, mình đang đế vô xong hết rồi nè. Cái đế này là các bạn nhớ cắt cho mình là chỉnh góc độ là 45 độ nha. Đó, các bạn nào mà mới vô nghề với chưa biết nghề lưu ý cho mình chỗ này. Khi mà các bạn cắt xong á, các bạn bấm lưu quê á, là cái chỗ nào mà là cái vuông á thì các bạn cắm bấm chính giữa như vậy cho mình. Đó, bấm ngay chính giữa ngay chỗ này cho mình nha. Đó, cái vuông thì cứ là bấm chính giữa. Còn mà cái chỗ nào mà nó có cái mương như vậy nè, cái mương kiến như vậy á, các bạn đang đế nẹp vô thì các bạn lưu ý nè, nếu các bạn kho chính giữa như cái mấy chỗ khúc vuông là nó sẽ bị gặp cái mương như vậy, nó sẽ không ăn đi qua. Nên các bạn kho ngay chỗ nào có mương á thì các bạn kho xét vô cái cạnh xíu như đây nè. Đó, mình kho xét vô cái cạnh chứ mình không kho chính giữa là nó mới ăn vô cái cạnh của cái mương này thì nó mới cứng nha. Đó, các bạn lưu ý chỗ đó cho mình nha. Còn mấy cái đố là chỗ nào mà nó các bạn cái đố vuông các bạn có cái con ly quê chính giữa đây thì các bạn nhớ cắt cái
cách cái ngàm nha, cách một cái ngàm su chữ quê như vậy là để các bạn bắn vô là nó không có đụng con liêu quê, nó không có cao cái nẹp ra nó hở nha. Còn nếu các bạn không cắt á là nó sẽ hở, cắn con liêu quê nó sẽ hở ra, cái chỗ này nó sẽ bị hở ra nha. Đó, còn mấy chỗ này nó không bị cắn liêu quê nè, thì các bạn bắn không cần mổ ngàm, các bạn bắn liêu quê vô là được. Còn cái chỗ này nó bị cắn liêu quê là các bạn phải mổ cái ngàm chữ quê như vậy nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý chỗ đó cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt nẹp bỏ vô nha các bạn. Đây cái nẹp này nha các bạn. Đó cái nẹp đây. Cái nẹp này á thì khi các bạn đi đế xong á, các bạn cắt cái nẹp thì các bạn cắt lọt lòng từ đầu này. Lọt lòng nha, chứ không phải quý vị nha, lọt lòng đầu này qua đầu này. Đó, cứ cắt lọt lòng đầu này qua đầu này là các bạn chỉnh góc về cái độ cắt bằng lại nha, không để góc 45 độ nha. Đó, sau khi các bạn cắt mấy cây trên, cây trên, cây dưới nè, xong là cây trên, các bạn cắt hai cây rồi các bạn mới cắt mấy cây này, cắt xéo góc 35-36 độ rồi mới bỏ vô được nha. Thì bây giờ mình sẽ làm, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Các bạn chuyển về chế độ góc 0 cho mình nha. Đó, cắt bằng nè, là chứ về góc 0 rồi. Rồi cắt bằng hết rồi mới lát nữa mới cắt xéo nha. Đó, thì sau khi các bạn cắt bằng như vậy nè, rồi các bạn đưa vô nè, đưa vô cho lọt lòng hai bên nè. Đó, lọt lòng vô trong, bây giờ là các bạn bấm nẹp vô, bóp nẹp vô thôi nha. Đó, để bằng mặt, bằng lọt lòng hai đầu các bạn bấm vô thôi. Đó, bóp vô. Các bạn bóp vô cho nó ăn vô cái gờ, nó ăn vô cái ngàm rồi là mới ok nha. Chứ các bạn bấm bóp mà nó chưa vô ngàm là cái này mình rồi nó sẽ bứt ra lại nha. Rồi đó, bỏ lọt lòng vô vậy nè. Đó, nếu nó dư thì gọt lại nha các bạn, còn cắt sao mà cho nó vừa, cắt sao mà cho nó bằng mí này qua mí này nha các bạn. Đó, xíu sau vậy đó. Thì sau khi các bạn cắt hết mấy cái cây ngang bằng hết rồi á, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đo để cắt cái nẹp hai bên này nữa là cho nó vuông vứt. Cái này là mình cắt góc 35-36 độ. Nếu các bạn cắt góc 35 á, mà nó chưa sát, nó hơi hở thì các bạn chỉnh qua 36 độ nha các bạn nha. Nhít hơi nhít xíu. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đo, các bạn đo từ cái cạnh này, lọt lòng cạnh này xuống, lọt lòng cạnh này nè, xuống cạnh này. Đó, các bạn cộng thêm 2 ly để các bạn gọt lại cho nó chính xác đó. Chứ nếu bạn mà cắt dự bằng mà các bạn không biết cắt thì nó sẽ cũng bị thụt nha, nó hở không đẹp nha. Thì bây giờ mình sẽ đo, mình cắt cho các bạn xem nha. Thì sau khi các bạn cắt bằng á, cắt bằng như thế này nè, thì các bạn cắt bằng từ đầu này xuống lọt lòng đầu này đó, xong rồi các bạn chỉnh cho mình cái góc độ là 35 độ nè. Đó, cái này là 30 nè, nhít tới 5 ly, 5 ô, 1 2 3 4 5, là thành 35 độ, đúng 35 độ đó. Thì các bạn chỉnh qua 35 độ rồi các bạn cắt cho mình nha. Cắt xéo như vậy đó, khi các bạn cắt xong thì cái độ xéo của nó sẽ liếp luôn nè. Đó, mình gài vô mới được. Còn các bạn mà cắt góc 45, cắt chỉnh qua 45 độ là sai nha. Đó, 45 độ là nó sẽ hở nha. Đó, cái đế mình cắt góc 45 độ, còn cái nẹp là mình cắt 35 độ cho mình nha các bạn. Đây là mình hướng dẫn cho các bạn mà mới vô nghề dưới chưa biết nghề á. Còn lưu ý cho mình nè, cái nẹp nè, cắt làm sao cho nó đúng nè. Thì các bạn cặp một cái vuông 25 vô như vậy. Các bạn cắt cái chiều này á thì nó có một cái cạnh đây nè. Đó, cái cạnh bằng đây nè. Đó, cái cạnh bằng đây nè. Cái cạnh bằng này á, các bạn đặt vô. Đó, đặt vô cho nó bằng mặt của cái vuông 25. Đó là các bạn cắt cái đầu này. Đó, còn cái đầu bên này á thì các bạn cũng canh cái đầu bằng đây nè. Đó, các bạn canh sao với các bạn đặt cho cái đầu bằng đây, cái cạnh bằng đây nè. Các bạn thấy không? Đó, cái cạnh bằng đây nè nha. Đó, cái cạnh bằng này là các bạn đặt vô trong cái đây. Cũng bằng cái lưng của cái vuông 25 nè. Chứ các bạn đừng có lấy cái mặt bằng đó, các bạn để xuống dưới như vậy là cắt là sai nha.
nó phải cái cạnh nó phải ăn vô cái mặt của cái vuông 25. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cắt cho các bạn xem thử nha các bạn nha. Thì đây, sau khi mình cắt xong rồi mình đưa vô nè. Đó. Các bạn gá cho mình á, cái góc dưới nè, cái góc dưới này cho nó bằng như vậy nè. Đó, nó bằng cái mặt đó. Thì cái góc trên nó cũng phải bằng như vậy nha. Đó, cái góc trên nó cũng bằng là bắt đầu các bạn bấm vô, bóp vô thôi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu bóp cho các bạn xem nha. Đó. Đó, các bạn nhìn nó xiết sao không, xét luôn, không có hở gì hết nha. Đó, rồi cái tương tự như vậy là các bạn cắt như vậy các bạn bỏ vô thôi nha. Thì đây mình đã vô đế nẹp xong rồi nha các bạn. Đó, vô rất là xiết sao luôn, xét luôn, không có miếng hở nào ngay cái góc nè, các bạn coi góc nè. Đó, nó phải xét cái góc như vậy nha các bạn. Đó, góc trên góc dưới phải xét được nó hở nha. Đó. Đó, thì mình đã vô hướng dẫn các bạn nào mới vô người với chưa biết nghề cách thức mà đi xương với lại đen đế nẹp góc bao nhiêu độ rồi các bạn xem hết video sẽ hiểu nha các bạn nha. Rồi đấy, mình chỉ vô lá, vô cái lá với mình gắn đố ngang rồi mình bấm lề vô nữa rồi vô khung bao là xong nha các bạn. Đó, thì video hôm nay mình đến đây kết thúc nha các bạn nha. Hẹn gặp các bạn ở cái video sau nha. Thì các bạn nào xem mà cảm thấy hay thì cho mình một like, còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giùm cho mình nha các bạn, để ủng hộ mình, để mình có tinh thần ra những cái video mới nha các bạn nha. Đó, thì các bạn bấm like và bấm chuông để mình ra video rồi các bạn sẽ nhận được thông báo nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Chào các bạn.